bạn xem văn của một thằng tù đâm chết cả mẹ đẻ của mình đã thịt, nó là một con gái điếm ở trên trời đấy, đầu thai cũng đầu thai xuống dương gian là một thằng đàn ông, xong là trên trời là một con đàn bà, và tà đát xít tức là phải 20 răng, mà con chó nó rất khốn nạn nhá. Bây giờ nó tớ nó kém tớ mới còn 5 tuổi, tớ sinh 23 tới năm 01, con chó nó rất khốn nạn, nó đi đi nhìn con đĩ điếm đấy ở dưới giang hồ, nó có thể lừa được người ta, nó đi người thì nó đi đĩ trước mặt người ta, xong nó còn nó giả vờ đánh ghen các bạn, nó chọn một con nghìn con đĩ ăn cơm uống nước trong nhà, xong nó ra nó bắt tớ nuốt tớ 5.000 năm không được thuê phòng, xong là tớ đến nhà bạn tớ ông anh tớ làm quán cà phê đấy, ông ấy cho tớ một cái nhà, nó còn giả vờ đánh ghen với ông đấy, đi cái con cụ nó cầm dao nó đâm chết tớ, bắt tớ phải nhịn ăn nhịn mặc 5.000 năm và không được ăn uống, mà nó ăn mới địt nhau trong phòng mới đĩ, mà nó giả vờ đi đánh ghen các bạn ạ, bị con bà con chó nó rất là khốn nạn nhá, bị bố bị anh trai tớ chém được, thì ra là con tù này là thằng cò này chính là con cái điếm ở trên trời đấy, đầu thai tớ để tạt axit để răng tớ, thế là tớ gọi đến nhà tớ ở với chồng tớ đấy, thì anh trai tớ là ở Trung Quốc không có địt nhau mấy thằng con chó đó, tao bắt đầu nó quay ra đánh ghen là nó bảo là ngày xưa nó con hồ ly có thể dùng sắc được quyến rũ được tất cả các đàn ông nào thôi miên được cả anh trai tớ bẻ răng tớ này, thế là con chó này bị không quyến rũ ông đấy, xong rồi giờ đánh ghen chém tớ, các bạn nhìn tớ được yêu thương bạn ạ, con chó rất khôn nạn nha, tớ thề với bạn bây giờ tớ nhìn thấy cái bào thai mà đầu thai bụng tớ tạt axit đâu, tớ chém chết cụ nó, mọi người nhìn đâu chém chết nó cho tớ.